Kiwin S Việt, sản phẩm của Tô Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chạm đích vinh quang của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Quyết liệt và sòng phẳng là những gì mà có thể nói về chặng 19 từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Bảo Lộc. Với cung đường chỉ 97,5 km thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy là đã có rất nhiều cuộc tấn công nổ ra. Cục diện của cuộc đua rất giống với lại chặng leo đèo Khánh Lê. Và bây giờ thì hãy cùng với Chạm đích vinh quang cũng nhìn lại những màn so tài đầy kịch tính trên đường đua hôm nay. Như vậy là lúc này thì cờ Caro đã được phất lên để báo hiệu cho các vận động viên xuất phát thi đấu chính thức chặng đua thứ 19 từ Đà Lạt về Bảo Lộc, đường dài 97,5 km. Và vừa rồi thì chúng ta đang được theo dõi hình ảnh của một tay đua bên phía ekip của Dược Domesco Đồng Tháp, đó là tay đua mang số đèo số 44 Nguyễn Quốc Bảo, tuyển thủ xe đạp điện trường quốc gia, vừa có một đợt tăng tốc. Và ngay lập tức thì một tay đua khác của Pedro Kenda Đồng Nai và Love Food Đồng Nai cũng nhập vào. Những đòn tấn công của các tay đua Love Food Đồng Nai buộc các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp phải đuổi bắt để bảo toàn lợi thế hạng 3 trên bảng tổng sắp đồng đội. Đó là Nguyễn Quốc Bảo và cả Luis Bedriac cũng phải tham gia vào những đợt đuổi bắt này. Còn ở phía đầu đoàn đông, phía sau đang là những đòn nhữ, động thái nhữ của Igor Prolop. Đợt tấn công đi của Đặng Thành Được bên phía Love Food Đồng Nai đã buộc Trần Nguyễn Minh Trí phải đuổi bắt để bảo vệ thứ hạng hạng 3 đồng đội, đã tạo ra nhóm 1 này. Ở phía sau thì các tay đua của An Giang vẫn đang ráp đội hình làm chủ tốc độ, khi mà nhóm 1 ở phía trên họ để mặc cho các tay đua tiếp tục tấn công để xé nhỏ ra. Còn những tay đua cạnh tranh danh hiệu thì đều đang bị ghim lại phía sau. 6 tay đua này đã tạo được một khoảng cách đáng kể với nhóm đồng phía sau và đang có một tay đua áo đỏ muốn thoát đi. Như vậy đó là Hoàng Văn Cường của quân khu 7. Tân binh của quân khu 7 đang cố gắng nạp tốc độ, tận dụng khả năng đi nước lớn của mình để bước đi và tạo được cách biệt với nhóm 1 này. Khi mà Hoàng Văn Cường còn cách sprint 2 km nữa. Vẫn là những hình ảnh quen thuộc với những khán giả đứng dây đặc hai bên đường để chào đón đoàn đua, đặc biệt là ở những điểm thưởng dọc đường. Và ngay sau lưng Hoàng Văn Cường là một tay đua Sapva Novikov của nhựa Bình Minh Bình Dương. Như vậy là Sapva Novikov đã bắt kịp Hoàng Văn Cường. Và lúc này Hoàng Văn Cường cũng đã chủ động giảm nhịp guồng chân lại để đeo bám vào tay đua của nhựa Bình Minh Bình Dương. Và các tay đua phía sau cũng đã lùa lên, trong đó có cả áo xanh Martin Lát. Tham vọng rõ ràng của các tay đua 6-20 Châu Thế Vĩnh Long khi muốn cải thiện điểm áo xanh cho Martin Lát. Phạm Lê Xuân Lộc cũng có mặt ở trong nhóm này. Ekip tập đoàn Lộ Trời cũng có hai tay đua được cử lên phía trên để phá điểm thưởng dọc đường và không cho Martin Lát cải thiện bảng điểm áo xanh của mình. Sẽ là một cuộc cạnh tranh rất hấp dẫn ở điểm thưởng dọc đường đầu tiên trong chặng đua ngày hôm nay, 800m cuối cùng. Không chỉ có Martin Lát mà Mikael Ram cũng lên trên này để hỗ trợ cho Martin Lát, cho thấy quyết tâm của các tay đua 6-20 Châu Thế Vĩnh Long trong việc đánh chiếm danh hiệu vua nước rút. Chỉ mới là điểm thưởng dọc đường đầu tiên thôi. Vừa rồi thì các tay đua An Giang đã quyết định tấn công để phá điểm thưởng dọc đường của tay đua Martin Lát. Đoàn nước rút mở ra và cùng chờ xem liệu điều đó có thành hiện được hay không. Có vẻ như là Martin Lát không thể giành trọn 5 điểm áo xanh ở điểm sprint này. Vâng, như vậy là theo thông báo từ trọng tài thì tay đua Phạm Lê Xuân Lộc là người đã giành chiến thắng ở điểm sprint đầu tiên này. Và thật tuyệt vời khi mà ngày hôm nay thì Xuân Lộc đã có một chiến thắng sprint ngay tại cung đường ở sân nhà của mình. Và trước sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của những khán giả nhà, người về thứ hai đó chính là Martin Lash. Và với việc Martin Lash về thứ hai, anh đã có thêm 3 điểm và qua đó là thu ngắn thêm 3 điểm so với Peter Rikunov. Như vậy là đến lúc này thì Martin Lash đã có 175 điểm. Hạng 3 và hạng 4 đó là hai tay đua của ekip An Giang, đó là Nguyễn Văn Dương và Tăng Quý Trọng. Còn nhóm phía sau cũng đã có bắt đầu những động thái tấn công, với Igor Volov đang tận dụng đoạn dốc lan anh này để đưa ra những guồng chân và buộc cho Peter Rikunov phải đi sát vào anh. Vì sao đoạn dốc nặng và dài này thì có thể các tay đua sẽ đổ một đoạn rất là dài cho đến gần đến đèo Phú Hiệp.
sẽ là một cái mấu chốt cho các tay đua mà tranh chấp thứ hạng tổng sắp, họ sẽ có một cái lợi thế ở phía trên. Với sự cẩn trọng của mình thì áo vàng Peter Rikunov đã đang lên đi ở phía đầu đoàn đua để tự mình cầm nhịp. Như vậy lúc này các tay đua đã leo xong dốc lan hành, nhưng những đợt tấn công của Igor Prolov và Ivanov Timofey vẫn chưa thể tạo ra được sự khác biệt. Chúng ta thấy Sap và Novikov vừa mới nỗ lực tăng tốc với sự đeo bám xích sao của Peter Rikunov, Ivanov Timofey của Igor Prolov, Louis Dedriac và Roman Maikin cũng có mặt ở trong nhóm này để hỗ trợ cho Peter Rikunov. Một nhóm những ngoại binh mạnh đã tạo được một khoảng cách ngắn, nhưng ở phía sau thì các tay đua nội binh cũng đang cố gắng rượt theo. Và lúc này đó là động thái tăng tốc của Igor Prolov. Ngay lập tức thì áo vàng Peter Rikunov đã nhảy vào để tiếp tục giữ khoảng cách cùng với đối thủ trực tiếp của mình. Các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng tốc khiến cho Roman Maikin đã bị rớt khỏi nhóm này. Và chỉ còn một mình Peter Rikunov không có sự hỗ trợ của người đồng đội Roman Maikin. Louis Dedriac cũng đã lên tham gia kéo top này để tiếp tục tăng độ ngọt. Lúc này thì rất có thể là Roman Maikin sẽ được đưa về phía sau để mà hỗ trợ kéo Nguyễn Tuấn Hoài. Như vậy là với động thái này thì có lẽ các tay đua của Vĩnh Long sẽ cùng tham gia vào nhiệm vụ làm máy kéo với các tay đua của An Giang. Khi mà họ hiện tại nhận thấy Martin Lass, tay đua của đội 6-20 Châu Thế Vĩnh Long đang bị tụt lại rất xa ở phía sau lưng của top 1. Tay đua của tập đoàn Lộc Trời An Giang vẫn tham gia vào làm việc ở trên nhóm này. Mặc dù lượt kéo của anh đương nhiên là ngắn hơn các đối thủ còn lại, cho thấy tay đua đang mặc áo vàng hoàn toàn tự tin có thể bảo vệ thành quả trước sức ép từ bộ đôi ngoại binh của Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì bốn tay đua đã xuất hiện trong tầm mắt. Đã có tình huống phát pháo của Peter Rikunov là người đã chiến thắng tại sprint thứ hai. Về nhì đó là Luis Dedriac của Dược Domesco Đồng Tháp, và hạng ba là Igor Prolov của Thành phố Hồ Chí Minh New Group, hạng tư là Timofey Ivanov. Và chúng ta đang được theo dõi lại cảnh quay chậm cuộc cạnh tranh ở Spring 2 này với chiến thắng dành cho tay đua Peter Rikunov. Vị trí thứ hai thuộc về Loic Desquiat, vị trí thứ ba của Igor Prolov. Và cũng xin được thông báo lại là giới hạn hoàn thành chặng đua ngày hôm nay là 5%. Vậy nên nếu như nhóm đi đầu này về đích trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ thì các tay đua còn lại cũng chỉ có cho mình 6 phút để về đích, để không bị mất mạng ở trong chặng đua ngày hôm nay. Với động thái quyết liệt của hai ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group thì Tùng cũng thấy được là họ đang muốn đánh chiếm cái vị trí thứ nhì của Matilas về cái bảng điểm áo xanh. Có thể họ muốn đẩy cho quá giới hạn thời gian 5% ban tổ chức đưa ra. Lúc này thì các tay đua đang đi qua khu vực thị trấn Lộc An của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Những hình ảnh rất dễ thương và nó góp phần tô điểm cho một chặng đua cực kỳ hấp dẫn ngày hôm nay. Tốc độ ở trong đoàn đông bây giờ đã được đẩy lên khoảng sắp xỉ 50 km/h. Rõ ràng là các đua của ekip tập đoàn Lộc Trời An Giang và gạo hạt Lộc Trời An Giang với sự hợp sức của các đua đến từ ekip 620 cho tới Vĩnh Long và 620 nông nghiệp Vĩnh Long cũng đang đầy nỗ lực để cố gắng duy trì khoảng cách và thu hẹp khoảng cách với các vận động viên ở trong top 1. Và lúc này chúng ta đang được thấy một cuộc tấn công nội bộ giữa bốn tay đua đi đầu. Igor Prolov là người phát pháo, nhưng ngay sau đó thì Peter Rikunov đã trả một đòn cực kỳ chí mạng. Một tình huống tăng tốc, và lúc này chính Peter Rikunov đang tạo ra một top mới ở trên đường đua. Đây là cuộc giải quyết của bốn tay đua đã tạo nên màn tấn công hấp dẫn ở trong chặng đua ngày hôm nay. Và cú nhấn bàn đạp vừa rồi của hai tay đua rất mạnh người Nga cũng khiến cho bản thân Louis Dedriac và Timofey Ivanov bị ngợp. Họ lại một lần nữa bắt vào nhóm bốn tay đua đi cùng nhau, nhưng chắc chắn vẫn còn đó nhiều động thái tấn công hơn nữa. Tiếp tục là những động thái thăm dò và kiểm soát đối thủ đến từ áo vàng Peter Rikunov. Thêm một lần nữa, Igor Prolov đã đưa ra một đòn tấn công và Peter Rikunov đừng chọc vào áo vàng khi lúc này anh ta một lần nữa lại phản ứng dữ dội, một cú tăng tốc nữa để bỏ lại nhóm ba đối thủ của mình. Và đây là những tay đua ở trong nhóm mà chúng ta có thể gọi là nhóm thứ hai. Vào lúc này Loic Desquiat đang kéo cùng với Igor Prolov và Timofey Ivanov để bắt vào tay đua vừa mới tấn công, đó là tay đua mặc áo vàng Peter Rikunov.
Lúc này dường như nhận thấy Luis Dendriak và Ivanov Timofey đã không còn hơi nữa thì Igor Frolov phải một mình tự rượt lên. Góc quay flycam cho thấy ở phía trước Igor Frolov vẫn chưa thấy được áo vàng Peter Rikunov. Cách biệt có lẽ hơn 30 giây. Một lần nữa thì Luis Dendriak và Timofey Ivanov đã nhập lại top cùng với Igor Frolov và cả ba lúc này vẫn đang cố gắng để kéo bắt vào tay đua mặc áo vàng. Và đây là Peter Rikunov ở trong những mét cuối cùng để về đích trong chặng đua ngày hôm nay. Trên khung hình này thì ở phía sau không hề thấy nhóm 3 tay đua còn lại và đích đến đã rất gần với Peter. Chiến thắng thứ 7 đang chờ đợi tay đua số đeo 27 của ekip tập đoàn Lộc Trời. Không có bất kỳ thử thách nào nữa và đó là chiến thắng trong tầm tay của Peter Rikunov. Peter Rikunov đã sẵn sàng cho màn ăn mừng ở đích đến. Một cái ngoái đầu để khẳng định chắc nịch rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay của Peter Rikunov. Và đây là tay đua áo vàng đã giành chiến thắng chặng thứ 7 ở cúp truyền hình năm nay, Peter Rikunov. Ở lại là cuộc cạnh tranh của ba tay đua còn lại ở trong nhóm đi đầu này để tìm kiếm cho mình hai vị trí ở trên bục nhận thưởng và thâu ngắn giờ. Vị trí thứ hai thuộc về Timofey Ivanov, vị trí thứ ba là của Loic Nesquiat. Và tay đua về vị trí thứ tư đó là Igor Frolov đội Thành phố Hồ Chí Minh New Club. Lúc này thì nhóm các tay đua đang trong nhóm 2 này đã về sau Peter Rikunov hơn 4 phút rồi và họ đã quẹo phải để chuẩn bị về đích. Martin Lass, thủ bức tốc của Martin Lass đi phía sau là Trần Lê Minh Tuấn. Sau nữa là Safa Novikov và Nguyễn Tấn Hoài. Trần Lê Minh Tuấn và Safa Novikov vẫn đang nỗ lực để rướn lên nhưng có lẽ là rất khó để vượt qua được Martin Lass. Ta đang xem lại hình ảnh áo vàng Peter Rikunov độc diễn một mình về đích. Anh đã chuẩn bị từ sớm cho màn ăn mừng này. Quá tự tin vào bản lĩnh. Và xin hân hoan chào đón quý vị đang đến với lễ trao thưởng chặng 19 từ thành phố Đà Lạt về thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chúc mừng cho năm tay đua có tên sau đây. Về thứ năm, Martin Lass của 620 Châu Thới, Vĩnh Long. Hạng tư, Igor Frolov của thành phố Hồ Chí Minh, New Group. Về thứ ba, Loic Dendriak của Yudomesco, Đồng Tháp. Về nhì, Timofey Ivanov của thành phố Hồ Chí Minh, Vinama. Và về nhất, xin chúc mừng Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời, An Giang. Xin chúc mừng và xin mời năm tay đua giành chiến thắng chặng thứ 19 tiến lên sân khấu. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Sơn, giám đốc công ty cổ phần Thuận Phát Bảo Lộc, nhà phân phối của Tô Đông Á tiến lên sân khấu trao thưởng cho top 5 vận động viên giành chiến thắng chặng đua thứ 19. Ở giải thưởng đồng đội chặng, thưa quý vị, sẽ được chúc mừng cho ba tập thể xuất sắc. Về thứ ba, xin chúc mừng tập thể Dược Domesco Đồng Tháp. Về nhì, chúc mừng tập thể Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và về nhất xin chúc mừng tập đoàn Lộc Trời An Giang. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Hoàng, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Bảo Lộc, trân trọng kính mời trọng tài Bùi Ngọc Trung, tổng trọng tài cuộc đua tiến lên sân khấu trao giải đồng đội cho ba tập thể giành chiến thắng ở chặng đua thứ 19. Sau chặng thi đấu thứ 19 thì danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc tiếp tục thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc đến từ ekip Quân khu 7. Chúc mừng. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Chu Bá Nhu, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy thành phố Bảo Lộc. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Tiến Dũng, thành viên Ban tổ chức cuộc đua tiến lên sân khấu trao danh hiệu áo trắng. Ở danh hiệu áo xanh, tiếp tục chúc mừng cho Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang với danh hiệu vua nước rút. Xin chúc mừng và chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Đoàn Thị Mai Xuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Hoàng Ngọc Sơn, nhà phân phối của Tô Đông Á. Và xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc tiến lên sân khấu trao danh hiệu áo xanh cho vua nước rút Peter Rikunov. Tiếp theo ngay sau đây dành cho vận động viên ấn tượng, vận động viên Việt Nam có thành tích tổng sắp tốt nhất. Xin chúc mừng sau 19 trận thi đấu, tiếp tục thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Ngọc, thành ủy viên, trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố Bảo Lộc. Xin trân trọng kính mời ông Ngô Quang Vinh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng ban tổ chức cuộc đua, sẽ là những người trao danh hiệu áo cam cho vận động viên ấn tượng Nguyễn Tấn Hoài.
Thưa quý vị, và cuối cùng trong buổi lễ trao thưởng chặng đua thứ 19 hôm nay sẽ là phần trao áo vàng danh giá một lần nữa. Chúc mừng cho Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phùng Ngọc Hạp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Khôi, Trưởng ban điều hành, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cuộc đua tiến lên sân khấu rao danh hiệu danh giá này đến cho tay đua Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Như vậy là không hề có sự thay đổi chủ nào ở sau chặng 19. Nhưng có thể thấy là ở chặng này thì các cuộc đấu tranh giành các danh hiệu vẫn không hề có dấu hiệu ngã ngũ. Chắc chắn là ở chặng đường phía trước sẽ có rất nhiều điều hấp dẫn đang chờ đợi. Vì vậy quý vị hãy chờ đón nhé. Và bây giờ thì chương trình Chạm Đích Vinh Quang cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.